Hello everyone. My name Thu Hằng. I'm an English teacher at Đình Bằng 2 Primary School. Nice to meet you. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình ôn tập tiếng Anh 5. Hôm nay cô cùng các bạn sẽ ôn tập bài Unit 8. What are you reading? Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 3 phần chính. 1. Review. 2. Practice. And 3. Homework. Trong phần review, cô cùng các bạn sẽ ôn lại hai mẫu câu hỏi. Mẫu câu hỏi số 1, hỏi xem bạn hoặc ai đó đang đọc sách truyện gì cùng các cụm danh từ tên truyện. Mẫu câu hỏi số 2, hỏi xem một hoặc nhiều nhân vật có tính cách phẩm chất gì cùng các tính từ chỉ tính cách và phẩm chất các nhân vật. To practice, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 5 bài tập để ôn luyện các kỹ năng và cuối cùng là phần homework. Are you ready? Let's start. One review. Hỏi xem bạn hoặc ai đó đang đọc sách truyện gì. Các bạn có nhớ mẫu câu hỏi đó không? What are you reading? Và với câu hỏi này, mình sẽ có câu trả lời. I'm reading. Và đến tên một câu chuyện. Again. What are you reading? I'm reading. I have one example. Look at this picture. What can you see? I can see a forest and a grove. And the name of the story is The Forest and the Grove. The Forest and the Grove. And we have a question. What are you reading? And the answer, I'm reading The Forest and the Grove. Again, what are you reading? I'm reading The Forest and the Grove. Now, let's practice with this picture. We have three pictures, 1, 2, and 3. And picture 1, the name of the story is The Story of Myantium. The Story of Myantium. And picture 2. The name of the story is Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and the Magic Lamp. And picture 3. The name of the story is Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. Now, let's practice. Let's practice with me. Picture 1, we have a question. What are you reading? And the answer, I'm reading The Story of Myantium. What are you reading? I'm reading The Story of Myantium. Picture 2, the question is, what are you reading? I'm reading Aladdin and the Magic Lamp. What are you reading? I'm reading Aladdin and the Magic Lamp. And picture 3. The question is, what are you reading? I'm reading The Snow White and the Seven Dwarfs. Again, what are you reading? I'm reading The Snow White and the Seven Dwarfs. Vậy chúng ta vừa ôn lại mẫu câu hỏi xem bạn mình đang đọc gì và cách trả lời. Vậy bây giờ cô muốn hỏi một ai đó đang đọc cái gì thì chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi như thế nào? Chúng ta cùng xem nhé. Look at this. What are you reading? Bạn đang đọc gì? I'm reading. Tôi đang đọc. Vậy
với đại từ nhân xưng they thì chúng ta sẽ có câu hỏi như thế nào? What are they reading? Rất là dễ dàng, chúng ta thì chuyển từ đại từ you sang they. Và các bạn lưu ý, nếu chủ ngữ là he và she thì chúng ta phải chuyển cả động từ to be is chứ không giữ a nữa, và chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi như sau. What is she reading? What is he reading? Và với những câu hỏi như vậy, chúng ta cũng có những câu trả lời tương ứng. Now, let's read. What are they reading? They are reading. What is she reading? She is reading. What is he reading? He is reading. Now, let's write it with this picture. We have four pictures. 1, 2, 3, and 4. Look at the picture 1. You can see the story, Tấm and Cám. Picture 2, funny story. And picture 3, Cinderella. And picture 4, Doraemon. Now, let's practice. Have you finished? Let's practice with me. Now, picture 1. We have a question. What he reading? And the answer? He is reading the story of Tấm and Cám. Again, what's he reading? He is reading the story of Tấm and Cám. Picture 2. We have the question. What are they reading? The answer, they are reading funny stories. Again, what are they reading? They are reading funny stories. Picture 3, we have a question. What's she reading? And the answer, she's reading Cinderella. Again, what's she reading? She's reading Cinderella. Picture 4, we have a question. What's he reading? And the answer, he's reading Doraemon. Và các bạn lưu ý nhé. What is là viết tắt của what is. Và các bạn biết không, chúng ta không chỉ có đọc truyện ở trên giấy đâu, mà chúng ta còn có một cách đọc truyện rất thú vị khác, đó là đọc truyện trên Internet. Và tìm một câu chuyện bổ ích trên Internet thì không phải là dễ dàng. Sau đây, cô giáo sẽ giới thiệu với các bạn hai trang web để các bạn có thể tìm kiếm những câu chuyện tiếng Anh bổ ích dành cho mình. Nào, 1. Starfall.com 2. Storytime. Và cô hy vọng chúng ta sẽ tìm kiếm được những câu chuyện bổ ích ở trên trang web này. Nào, các bạn có tò mò khi mình đọc truyện, mình xem các tính cách nhân vật trong truyện như thế nào không? Cô chắc chắn là ai cũng thế, rất tò mò. Vậy chúng ta sẽ cùng cô ôn lại câu hỏi, hỏi xem một hoặc nhiều nhân vật có tính cách phẩm chất gì. Now, part 2. Hỏi xem một nhân vật có tính cách phẩm chất gì thì chúng ta có câu hỏi như thế nào? What is like? Và chúng ta sẽ để tên một nhân vật ở chỗ trống này nhé. Tùy theo nhân vật là nam hay là nữ thì chúng ta sẽ có câu trả lời he, she is, rồi đến tính cách của nhân vật. Now, we have one example.
Look at this picture. Who is he? On team. Hard working. On team. Hard working. So we have a question. What is on team like? What is on team like? And the answer? He is hard working. He is hard working. Vậy với nhiều nhân vật thì chúng ta sẽ có câu hỏi như thế nào? Now look at this. What are like? What are like? Và các bạn chú ý, chúng ta sẽ để từ hai nhân vật trở lên. Và với câu hỏi này, chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. They are. Và đến tính cách của nhân vật. We have one example. Who are they? They are the seven dwarfs. The seven dwarfs. Hard working. And we have a question. What are the seven dwarfs like? What are the seven dwarfs like? And the answer, they are hard working. They are hard working. Now, let's practice with this picture. One, two, and three. One, Snow White kite. Snow White kite. Two, The 40 thieves groom. The 40 thieves groom. And three, Jimmy Kudo, brave and smart. Jimmy Kudo, brave and smart. Now, let's practice. Have you finished? Let's practice with me. Now, picture one. The question is, what is Snow White like? The answer, she is kind. What is Snow White like? She is kind. Picture two. The question, what are the 40 thieves like? The answer, they are cruel. What are the 40 thieves like? They are cruel. And the picture three? The question, what is Jimmy Kudo like? The answer, he is brave and smart. What is Jimmy Kudo like? He is brave and smart. Và để có thể sử dụng các tính từ chỉ tính cách một cách phong phú hơn, thì cô cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng luyện tập với các tính từ chỉ tính cách này nhé. Now, read. Hard working. Hard working. Kind. Kind. Gentle. Gentle. Clever. Clever. Và cùng đồng nghĩa với từ clever, chúng ta còn có hai từ nữa. Smart. Smart. Intelligent. Intelligent. Generate. Generate. Brave. Brave. Friendly. Friendly.
Funny, funny. Lazy, lazy. Grew, grew. Mean, mean. Silly, silly. Và các bạn biết không, tất cả các tính cách ở bên này chúng ta gọi là tính cách tích cực, và một số tính cách bên này chỉ tính cách tiêu cực. Cô mong muốn chúng ta sẽ cố gắng xây dựng cho mình các tính cách tích cực nhé. Để người nghe có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin thì chúng ta cần phải nói có ngữ điệu và có trọng âm trong câu. Now, let's see the movie. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. What's Snow White like? She's kind. Như vậy, ngoài việc đọc ngữ điệu xuống giọng ở cuối câu, các bạn còn cần lưu ý đọc mạnh hơn ở các từ để hỏi, danh từ, động từ, tính từ và trạng từ trong câu. Ví dụ với câu What are you reading? Mình sẽ đọc mạnh hơn vào từ để hỏi What và động từ reading. Chúng ta sẽ đọc What are you reading? Trong câu trả lời, mình sẽ đọc mạnh hơn vào động từ reading và danh từ riêng Fox Crow. Chúng ta đọc I'm reading the fox and the crow. Trong câu hỏi What's Snow White like? Và chúng ta sẽ đọc What's Snow White like? Và trong câu trả lời mình sẽ đọc mạnh hơn ở tính từ kite. Và chúng ta đọc She's kite. Với cách đọc như vậy, chúng ta sẽ giúp người nghe dễ dàng nắm bắt được những thông tin mà mình muốn truyền tải. Now, listen and repeat. What are you reading? I'm reading The Fox and the Crow. What's Snow White like? She's kind. Vậy các bạn thấy khi mình nói có ngữ điệu thì người nghe dễ nắm bắt hơn, và nhất là trọng âm ở trong câu. Bây giờ để luyện tập phần này, chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Và bài tập đầu tiên, exercise 1. Mark the sentence stretched on the word. Then say the sentences aloud. Đánh trọng âm từ trong câu, sau đó đọc to. Now, let's do the exercise 1. Now, have you finished? Let's check with me. 1. What are you reading? I'm reading a fairy tale. 2. What he reading? He reading Cinderella. And number 3. What's she reading? She reading a story. And number 4. What are they reading? They are reading funny stories. Now, let's move the exercise 2. Complete the sentences with available words. Hoàn thành những câu sau với những từ phù hợp. We have 5 words with 5 sentences. Now, let's read. Kite, about, meant, freedom, character. 1. The man of Detective Conan is Jimmy Kudo. 2. I like reading in mind. 3. Doraemon and Nobita are characters
in Doraemon? And four, what is Thumb like? She is and gentle. Five, this is a story, a hare and a turtle. Now, do yourself. Have you finished? Let's check with me. Now, number one, the main character of Detective Conan is Jimmy Kudo. Number two, I like reading in my free time. Number three, Doraemon and Nobita are main character in Doraemon. And number four, what is the like? She is kind and gentle. And five, this is a story about a hare and the turtle. Well done. So now, we go to the exercise three. Write question for the underlying past. Now, we have a five sentence. One, I'm reading a book. Two, yes, it is a ghost story. Three, the main character is a girl. Her name is Thumb. Four, she is reading a comic book. And five, Jimmy Kudo is smart and kind. Now, you do this exercise yourself. Have you feel it? Now let's check with me. One, the underlying word is a book. So we have a question. What are you reading? Two, the underlying word, yes. So we have a question. Is this a ghost story? Three, the underlying word is a gun. So we have a question. Who is the main character? Four, the underlying word is a comic book. So we have a question. What is she reading? Five, the underlying word is smart and kind. So we have a question. What is Jimmy Kudo like? Yes, well done. So we move to the exercise four. Reorder the words to make correct sentences. Hãy sắp xếp những từ sau để tạo thành câu đúng. We have a five sentences. Now, one is a Snow White princess. She is beautiful, is kind, and number two, reading. Am I the turtle and the hare? Three, are men two in characters there, the Doraemon comic book? Four, the cam character is like question mark what? Five, you did books read last night question mark any. Now do this exercise yourself.
Have you finished? Let's check with me. One. Snow White is a princess. She is beautiful and kind. Two. I am reading The Tortoise and the Hare. Three. There are two main characters in the comic book Doraemon. And four. What is the character Gam like? Five. Did you read any books last night? Well done. So now we move to the exercise five. Read and underline the incorrect words. Then write the correct words. Chúng ta sẽ đọc và gạch chân những từ có nội dung không đúng so với bài khóa, sau đó viết lại cho đúng vào cột. Now, the first, you need read the text. Ming's favorite story is the story of Thánh Gióng. It is about the little boy Thánh Gióng. When he was 3 years old, he could not speak. When the war started, he suddenly spoke. He ate a lot of rice and became big and strong. He rode a horse and used bamboo to fight against the enemy. The king named him Phù Đồng Thiên Vương. Now, let's do the text yourself. Have you finished? Let's check with me. One, Ming's favorite story is the story of Tấm and Cám. The incorrect word is Tấm and Cám. And too much you in the text, Thánh Gióng, so we correct Thánh Gióng. Well done. And number two, Thánh Gióng is a little girl. The incorrect word is little girl. And in the text, little boy, so you must correct little boy. Number three, he was very weak. The incorrect word is weak. And in the text, you can see big and strong, so you must correct big and strong. Number four, he wrote a tiger. The incorrect word is tiger. And you can see in the text, he wrote a horse. So you must correct horse. So well done. Vậy cô và các bạn đã ôn lại hai mẫu câu. Mẫu câu hỏi bạn hoặc ai đó đang đọc sách chuyện gì, và mẫu câu hỏi hỏi xem tính cách nhân vật như thế nào. Và cô muốn các bạn cùng hoàn thành bài tập sau với cô. Và phần bài tập về nhà, write about your favorite story. Hãy viết về câu chuyện yêu thích của bạn. Các bạn có thể sử dụng gợi ý sau của cô. My favorite story is about the main characters is he, she, and. Now it's time to say goodbye. Thanks for enjoying my lesson. Have a good time.